Nữ tu Mary Cloud thực sự đã cứu sống linh mục bị đâm ở Nice, nước Pháp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh Nice Martin, sơ Marie Cloud kể câu chuyện sơ cố gắng tức con dao của hung thủ đâm linh mục Rudzinski ngày Chủ nhật 24 tháng 4 tại Nice, một bằng chứng hùng hồn về tấm lòng dũng cảm nhưng khiêm tốn. Có lẽ linh mục Christoph Rudzinski nợ sơ Mary Cloud cả đời. Nhưng nhân vật nữ chính trong câu chuyện này là một nữ tu khiêm tốn, 70 tuổi. Sơ Mary Cloud đến chuẩn bị thánh lễ tại nhà thờ Saint Pierre Darren ở Nice sáng Chủ nhật 24 tháng 4. Sơ đã không ngần ngại cứu cha Christophe Ruzinski đang bị một người quen trong xứ đâm. Trong một cuộc phỏng vấn khiêm tốn dành cho Kenneth Martin, nữ tu nói Tôi đang ở trong căn nhà nhỏ cạnh nhà thờ thì tôi nghe tiếng động. Tôi đến gần và thấy một ông mà tôi biết. Cha Christoph thất thần trước cửa nhà thờ. Lúc đầu tôi nghĩ cha bị choáng. Sau đó tôi thấy người này đâm hàng loạt vào chân cha. Đầu tiên, sơ Mary Cloud cố gắng lý luận với ông, nhưng vô ích. Khi đó, ông này hâm dọa sơ. Ông nói kiểu như nếu bà đụng vào tôi, tôi giết bà. Người nữ tu can đảm không lùi bước và cố gắng tước con dao của ông. Tôi không sợ. Ông dơ vũ khí lên trên tôi. Tôi cố gắng giật vũ khí của ông. Khi đó ông đâm vào tay sơ, làm sơ bị thương sâu ở tay phải. Trước khi bị ngất xỉu, sơ đủ thì giờ để báo cho các giáo dân về vụ việc đang xảy ra. Chắc chắn sơ đã cứu mạng sống của cha Christoph Brzezinski. Một giáo dân dùng tượng chúa bằng sắt để đánh kẻ tấn công. Một phụ nữ thứ nhì cũng vô hiệu hóa đối thủ. Cha sứ Gil Florini kể, nghe thấy tiếng thét, bà Helen, một giáo dân 55 tuổi chạy đến và chộp lấy vật đầu tiên khi bà thấy. Đó là tượng chúa Kitô bằng sắt do một nghệ sĩ tặng. Bà dí kẻ tấn công xuống đất bằng cách dùng tượng đánh ông. Chúng tôi cũng có thể nói kẻ tấn công đã bị chúa đánh Sơ Mary Cloud được mổ lần đầu ngày Chủ nhật 24 và lần thứ hai ngày thứ hai 25 tháng 4. Dù còn rất đau, nhưng sơ nói với các đồng nghiệp của chúng tôi trên kênh Nice Martin, sơ từ chối nhắc đến chữ can đảm, vì tôi làm theo những gì quả tim tôi nói, tôi không suy nghĩ, tôi được nuôi dạy để giúp đỡ người khác. Sơ nói sơ không oán nhận cả tấn công, sơ thấy người đó rõ ràng là người không thăng bằng tâm lý. Sơ đưa ra lời chứng cảm động về đức tin chuyện này cho tôi thấy có sự can thiệp của các thiên thần hộ mệnh chúng ta không có lý do gì mà kẻ tấn công dừng tay lại ông có thể giết cha Christoph, giết tôi ông đã không chúng ta sống và chúng ta đã dâng trọn cuộc đời mình cho chúa ngài đã không phụ lòng chúng ta ngài đã cứu chúng ta